Xin chào các bạn. Được thành lập từ năm 868 với tư cách là một vùng lãnh thổ chư hầu của Vương quốc Asturias và sau đó là Vương quốc Galicia và Leon. Tới năm 1139, Vương quốc Bồ Đào Nha tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Leon sau khi giành chiến thắng trước Vương triều Hồi giáo Almoravid tại trận Oriquê và trở thành một trong số những quốc gia tồn tại lâu đời nhất tại châu Âu. Tới thế kỷ thứ 15 và 16, Bồ Đào Nha đã thành lập đế chế hàng hải và thương mại toàn cầu đầu tiên và trở thành một trong những nền kinh tế, chính trị và quân sự lớn nhất thế giới. Với lãnh thổ trải dài từ châu Mỹ, châu Phi cho đến những khu vực xa xôi ở phía đông châu Á. Tuy nhiên, trận động đất ở Lisbon năm 1755 và cuộc chiến tranh thời Napoleon đã khiến quốc gia này dần mất đi các lãnh thổ hải ngoại của mình. Tới năm 1999, việc bàn giao Macau cho Trung Quốc đã đánh dấu sự kết thúc của một trong những đế chế thuộc địa tồn tại lâu nhất trong lịch sử. Hiện nay, Bồ Đào Nha là quốc gia có quy mô dân số và diện tích tương đối nhỏ, với 10.287.000 người trên một diện tích rộng 92.391 km², nhỏ hơn khu vực trung du miền núi phía Bắc của Việt Nam một chút. Mặc dù là một quốc gia nhỏ bé về dân số và diện tích, nhưng Bồ Đào Nha đã để lại những di sản về văn hóa, kiến trúc và ngôn ngữ mang tính ảnh hưởng toàn cầu. Với khoảng 250 triệu người nói tiếng Bồ Đào Nha và là ngôn ngữ chính thức của 9 quốc gia, bao gồm Bồ Đào Nha, Brazil, Cape Verde, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Príncipe, São Tomé và Equatorial Guinea. Ngoài ra, nó còn được sử dụng ở Goa, Macau và Timor-Leste. Bồ Đào Nha cũng là quốc gia phát triển và có thu nhập cao với tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế là 231,35 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người đạt 22.490 đô la Mỹ, gấp hơn 6 lần so với Việt Nam. Vị thế của Bồ Đào Nha trên thế giới còn được khẳng định thông qua việc quốc gia này là một trong những thành viên sáng lập của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và khu vực đồng tiền chung châu Âu. Yếu tố then chốt cho sự thành công này của Bồ Đào Nha chính là vị trí chiến lược cũng như địa hình đa dạng của quốc gia này. Bồ Đào Nha nằm ở phía tây nam của khu vực châu Âu, trên bán đảo Iberia. Đất nước này được Đại Tây Dương bao bọc ở phía tây và phía nam. Đây là lý do khiến Bồ Đào Nha trở thành đế quốc gắn liền với đại dương, tạo tiền đề cho những cuộc phiêu lưu và khám phá trên biển hàng thế kỷ. Trên đất liền, hàng xóm duy nhất của Bồ Đào Nha là Tây Ban Nha với đường biên giới ở phía đông và phía bắc. Đây cũng là quốc gia sở hữu điểm cực tây của châu Âu tại mũi biển Cabo da Roca. Về địa vật lý, lãnh thổ Bồ Đào Nha bao gồm phần lãnh thổ trên đất liền hay còn gọi là phần lục địa cùng với hai khu tự trị là quần đảo Madeira và Azores ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Phần lục địa của đất nước có dạng hình chữ nhật với chiều dài tối đa là 561 km và chiều rộng là 218 km. Có 3 con sông lớn chảy qua lãnh thổ quốc gia này là sông Douro, Tagus và Guadiana với đầu nguồn nằm ở Tây Ban Nha. Trong đó, sông Tagus là con sông dài nhất trên bán đảo Iberia và chia cắt lục địa Bồ Đào Nha thành hai miền. Miền Bắc Bồ Đào Nha có địa hình đồi núi và cao nguyên, chiếm ưu thế, đặc trưng bởi các trang trại và vườn nho. Khu vực này có khí hậu mát mẻ, nhiều mưa hơn so với phía Nam, thuận lợi cho việc phát triển các khu vực nông nghiệp màu mỡ. Về phía Nam, cảnh quan chủ yếu là đồng bằng, khí hậu ấm và khô hơn so với phía Bắc. Tại đây, đánh bắt cá và du lịch được cho là những ngành nghề phát triển nhất. Nhìn chung, phần lục địa được đặc trưng bởi khí hậu địa trung hải với nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 10 đến 15,2 độ C. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này là 47,4 độ C, ghi nhận vào ngày 1 tháng 8 năm 2003 tại Amerelaja thuộc tỉnh Beja. Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận là âm 16 độ C, ghi nhận vào ngày 4 tháng 2 năm 1954 tại Peña de Sauder thuộc tỉnh Cateslo Branco. Lượng mưa ở tại đây cũng thay đổi theo vị trí địa lý. Ở miền Bắc, khu vực núi cao có lượng mưa lên tới 3.200mm, trong khi miền Nam chỉ nhận được lượng mưa chưa tới 500mm mỗi năm. Về mặt hành chính, phần lục địa của Bồ Đào Nha được phân thành 18 tỉnh với thủ đô là Lisbon. Đây cũng là thành phố đông dân nhất đất nước, khoảng 529.000 người. Còn ở ngoài biển Đại Tây Dương, Madeira là quần đảo và là khu tự trị nằm cách thủ đô Lisbon 900km về phía tây nam, có diện tích khoảng 740,7km². Đây là đỉnh của một ngọn núi lửa có hình chiếc khiên khổng lồ, cao khoảng 6.000m so với đáy Đại Tây Dương. Hòn đảo này nằm trên mảng kiến tạo châu Phi, gồm đảo lớn Madeira, Porto Santos và quần đảo nhỏ hơn là Cevegens. Madeira có khí hậu cận nhiệt đới với nhiệt độ ôn hòa, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 16,5
đến 19,6 độ C. Quần đảo này được coi là thiên đường của vẻ đẹp tự nhiên. Nó nổi tiếng với những vách đá nhô cao trên biển và địa hình gồ ghề. Hòn đảo sở hữu nhiều khu phức hợp du lịch với các hoạt động giải trí như chèo thuyền và lặn biển. Còn quần đảo Azores, đây cũng là một trong hai khu tự trị của Bồ Đào Nha. Nó nằm ở điểm giao giữa ba khu vực là châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ. Nó cách Lisbon khoảng 1.400 km về phía Tây, bao gồm 9 hòn đảo được chia thành 3 nhóm: nhóm phía Tây, nhóm trung tâm và nhóm phía Đông. Tất cả các hòn đảo đều được hình thành do hoạt động phun trào núi lửa. Azores có tổng diện tích là 2.351 km2, với đỉnh Pico nằm trên đảo Pico, cao 2.351 m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất tại Azores cũng như cao nhất Bồ Đào Nha. Azores có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 16 đến 25 độ C. Tại đây, chúng ta có thể nhìn thấy các miệng núi lửa, lái xe dọc theo những con đường ven biển uốn khúc, đi xem cá heo, cá voi và thưởng thức hải sản tươi sống. Nhờ có vị trí đắc địa và sở hữu hai quần đảo ở giữa Đại Tây Dương, Bồ Đào Nha trở thành một trong những khu vực có lượng phương tiện giao thông hàng hải đi qua nhiều nhất trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến đường xuyên lục địa nối châu Âu với châu Phi và Nam Mỹ, Bắc Đại Tây Dương với Địa Trung Hải, đồng thời khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng không hề nhỏ của Bồ Đào Nha đối với thế giới, cũng như mang lại cho nó một vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn với diện tích lên tới 1.727.408 km2, lớn hơn 19 lần so với diện tích lãnh thổ của quốc gia này. Trong số hơn 10 triệu người là công dân Bồ Đào Nha, thì có tới 95% dân số là người Bồ Đào Nha, chỉ còn lại 5%, bao gồm các nhóm người Brazil, người Hán và những người từ các thuộc địa cũ ở châu Phi và châu Á. Chính phủ đã rất khéo léo trong việc thúc đẩy sự đồng nhất sắc tộc, với ngôn ngữ quốc gia là tiếng Bồ Đào Nha và tôn giáo chính là Công giáo La Mã. Tất cả đã tạo nên một đất nước Bồ Đào Nha đoàn kết và thống nhất. Đây cũng là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới, đứng ở vị trí thứ tư chỉ sau Iceland, New Zealand và Đan Mạch. Điều này được thể hiện ở việc Bồ Đào Nha ít khi xảy ra tình trạng bạo loạn hay biểu tình. Tội phạm tại quốc gia này cũng ở mức thấp, an ninh khu vực luôn được kiểm soát chặt chẽ. Nếu như ở nước láng giềng của nó là Tây Ban Nha, các phong trào ly khai diễn ra mạnh mẽ với nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn, điển hình như khu vực Catalonia mà chúng ta đã tìm hiểu ở video trước, thì Bồ Đào Nha trong lịch sử của mình chưa từng để xảy ra điều này, kể cả hai quần đảo tự trị ở Thái Bình Dương là Azores và Madeira, dù nằm xa đất liền nhưng cũng chưa bao giờ đấu tranh đòi độc lập. Đây là thành quả của một dân tộc có lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ thống nhất. Khác với Jordan, quốc gia chúng ta đã tìm hiểu ở video trước, Bồ Đào Nha là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Các nguồn tài nguyên quan trọng nhất của Bồ Đào Nha là sắt, uranium, đá cẩm thạch, liti, wolfram, thiếc. Tài nguyên rừng cũng chiếm 34% lãnh thổ, giúp Bồ Đào Nha trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm đến từ gỗ. Nổi bật là ngành công nghiệp giấy và nút chai đang đóng góp tích cực vào nền kinh tế của nhà nước. Quốc gia này chiếm một nửa sản lượng nút chai của thế giới được làm từ vỏ cây sồi bần và là nhà sản xuất bột giấy lớn thứ ba ở châu Âu. Bồ Đào Nha cũng nổi tiếng với các loại rượu hảo hạng và là nhà xuất khẩu rượu vang lớn nhất thế giới. Tại đây có hai vùng nguyên liệu sản xuất rượu vang được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đó chính là vùng rượu vang thung lũng Douro và vùng rượu vang đảo Pico. Đặc biệt hơn cả, Bồ Đào Nha đã đạt được những bước tiến lớn trong việc khai thác tài nguyên gió và nước để sản xuất năng lượng tái tạo. Đến nay, đây là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này. Năm 2013, nó cũng chiếm tới 61,7% năng lượng được sản xuất. Du lịch ở Bồ Đào Nha cũng rất phát triển. Năm 2017, quốc gia này đón 12,7 triệu lượt khách quốc tế ghé thăm, tạo ra 17,3% GDP. Nếu bạn có đi du lịch tới đây, bạn có thể ghé các địa điểm như Tháp Belem, phố cổ Alfama, phố Baisajiro, cung điện quốc gia Mafra, cung điện quốc gia Pena, lâu đài Obidos, đại học Coimbra và nhà thờ chính tòa Evora. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha hiện nay cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như cháy rừng, nạn cờ bạc và đặc biệt là tình trạng nợ công. Năm 2020, nợ công của Bồ Đào Nha là 308,96 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 133,6% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước. Vấn đề này là mối đe dọa đối với nền kinh tế và sự bền vững tài chính của nhà nước. Trên tất cả thì Bồ Đào Nha vẫn là một đất nước tuyệt vời, có vị trí chiến lược quan trọng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện và ẩm thực phong phú. Còn bạn nghĩ sao về quốc gia này? Hãy chia sẻ cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.